Chào các em, cô tên là Quỳnh Thị Ngọc Bích, giáo viên trường tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình hướng dẫn tin học lớp 5. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ học bài 5, đặt thông số chung cho các trang trình chiếu. Mục tiêu bài học: lựa chọn được phông chữ thích hợp trong các trang trình chiếu. Lựa chọn được màu nền cho các trang trình chiếu. Đặt hình thức chung cho các trang trình chiếu như hình minh họa, số trang. Dụng cụ học tập: sách hướng dẫn học tin học lớp 5, tập viết, máy tính để bàn hoặc laptop. Cô mời các em cùng cô kiểm tra bài cũ nhé. Em hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1. Để chèn đoạn video vào bài trình chiếu, em chọn nút lệnh nào? A. Audio. B. Word Art. C. Video. D. Slide Number. Cô mời các em suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất nhé. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án C là đáp án đúng nhất nhé. Tiếp theo, cô mời các em vào câu hỏi số 2. Câu 2 có nội dung như sau. Em hãy chọn thao tác đúng để chèn đoạn video vào bài trình chiếu. A. Chọn thẻ view. Chọn video. Chọn video ROM file. B. Chọn thẻ insert. Chọn video. Chọn video ROM file. C. Chọn thẻ insert. Chọn audio. Chọn audio ROM file. D. Chọn thẻ home. Chọn audio. Chọn audio ROM file. Cô mời các em suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất nhé. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B là đáp án đúng nhất nhé. Cô mời các em qua câu hỏi số 3. Câu hỏi 3 có nội dung như sau. Em hãy chọn thao tác đúng để chèn âm thanh vào bài trình chiếu. A. Chọn thẻ view. Chọn video. Chọn video ROM file. B. Chọn thẻ insert. Chọn video. Chọn video ROM file. C. Chọn thẻ insert. Chọn audio. Chọn audio ROM file. D. Chọn thẻ home. Chọn audio. Chọn audio ROM file. Cô mời các em suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhé. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án C là đáp án đúng nhất nhé. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ học bài 5 đặt thông số chung cho các trang trình chiếu. Bài học hôm nay có các nội dung như sau. Thứ nhất, trang mẫu Slide Master là gì? Tạo trang mẫu. Điều chỉnh thông số cho trang mẫu. Cô mời các em vào nội dung thứ nhất. Trang mẫu Slide Master là gì? Các em thân mến, nhằm tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh hơn trong việc trình bày trang trình chiếu, phần mềm PowerPoint có tính năng giúp em dễ dàng tạo và điều chỉnh giao diện bố cục chung cho các trang trình chiếu. Đó là công cụ Slide Master.
Vậy công cụ trang mẫu Slide Master là gì? Các em hãy vào khái niệm hôm nay nhé. Trang mẫu Slide Master là công cụ hữu hiệu giúp em chỉ cần thiết kế một lần cho tất cả các trang trình chiếu như phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, hiệu ứng, vân vân. Đó là khái niệm về trang mẫu Slide Master. Tiếp theo, cô mời các em vào nội dung thứ hai nhé. Nội dung số 2, tạo trang mẫu. Để tạo trang mẫu, ta sẽ làm như thế nào? Các em hãy dựa vào sách giáo khoa trang 71, suy nghĩ và trả lời cùng cô nhé. Để tạo trang mẫu, ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, các em sẽ nháy vào thẻ View, rồi chọn chức năng Slide Master. Cô nhắc lại một lần nữa, để tạo trang mẫu, ta sẽ làm như sau. Chọn thẻ View, rồi chọn chức năng Slide Master. Các em hãy nhìn cô thực hiện một lần nữa nhé. Đây là thẻ view. Nháy vào thẻ view, chúng ta sẽ chọn chức năng Slide Master. Lúc này, trang mẫu xuất hiện. Để đóng trang mẫu khi đã hoàn thành điều chỉnh, chúng ta chọn vào Slow Master View. Cô vừa hướng dẫn các em tạo trang mẫu, các em hãy thực hiện tại các máy tính cá nhân của mình nhé. Tiếp theo, cô mời các em vào nội dung số 3. Điều chỉnh thông số cho trang mẫu. A. Sau khi chọn Slide Master, màn hình sẽ xuất hiện trang trình chiếu số 1, trang mẫu bao gồm các phần tiêu đề trang trình chiếu, nội dung trang trình chiếu, các thông tin ở cuối trang, số trang, ngày, tháng đầu tiên. Các em có thể điều chỉnh dòng tiêu đề. Thứ hai, các em có thể điều chỉnh dòng nội dung. Thứ ba, các em có thể điều chỉnh số trang, ngày, tháng, năm. Cô sẽ thực hiện lại một lần nữa, các em quan sát nhé. Các em hãy quan sát, cô hướng dẫn các em tạo trang mẫu Slide Master nhé. Đầu tiên, các em sẽ vào thẻ View, chọn Slide Master. Lúc này, trang mẫu thứ nhất xuất hiện. Đầu tiên, các em quan sát, ở khung thứ nhất gọi là tiêu đề trang trình chiếu. Khung thứ hai gọi là nội dung trang trình chiếu. Và thứ ba, đó là các thông tin ở cuối trang, số trang, ngày, tháng. Các em có thể điều chỉnh dòng tiêu đề ở khung thứ nhất, điều chỉnh dòng nội dung ở khung thứ hai và điều chỉnh số trang ở khung cuối. Các em hãy vào phần B, lần lượt điều chỉnh thông số về tiêu đề, nội dung, số trang, màu nền trang mẫu. Chẳng hạn, tiêu đề và nội dung đều dùng phông Tahoma màu xanh dương. Chọn nền cho trang mẫu. Để kết thúc các thao tác với trang mẫu, em hãy nháy chuột chọn Slow Master View. Các em hãy quan sát cô thực hiện nhé. Đầu tiên, ở khung tiêu đề, các em hãy chọn phông chữ Tahoma. Vào thẻ Home, chọn phông chữ Tahoma.
Màu là màu chữ đó là màu xanh dương. Ở bằng nội dung, phông chữ cũng là ta hoa ma và màu cũng là màu xanh dương. Thứ hai, chọn nền cho trang mẫu. Để chọn nền cho trang mẫu, các em vào thẻ Slide Master, chọn Background Styler. Lúc này chọn Format Background, chọn Color. Lúc này cô sẽ chọn màu nền cho trang mẫu, đó là màu xám. Cuối cùng, để kết thúc các thao tác với trang mẫu, em nhấn chuột chọn Slow Master. Các em quan sát, ở bên ngoài ba trang trình chiếu đều có màu như chúng ta vừa chọn. Màu chữ đều là màu xanh dương và phông chữ đều là ta hoa ma. Cô vừa hướng dẫn các em thực hiện điều chỉnh thông số cho trang mẫu. Các em hãy thực hiện tại máy tính cá nhân nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào nội dung B, hoạt động thực hành. Hoạt động thực hành, chúng ta sẽ vào nội dung thứ nhất, sử dụng các thông số định dạng chung. Em chuẩn bị nội dung cho các trang của một bài trình chiếu mới. Các đặc tính của trang trình chiếu đều có tác dụng trừ số trang. Để số trang hiện ra, em thực hiện theo hướng dẫn sau. Nháy vào thẻ Insert, chọn Slide Number. Lúc này, cửa sổ Header and Footer xuất hiện. Nháy vào ô Slide Number. Sau đó chọn Apply to All. Trên trang mẫu, ở khuôn cuối thanh, gõ vào 1 trên 12. Các em hãy quan sát cô thực hiện nhé. Đầu tiên, các em vào thẻ Insert, chọn Slide Number. Cửa sổ Header and Footer xuất hiện. Lúc này các em sẽ tích vào ô Slide Number. Chọn Apply to All. Cuối cùng, ở cuối cùng các em chọn 1 trên 12. Cô vừa hướng dẫn các em thực hiện để số trang hiện ra. Các em hãy thực hiện lại một lần nữa tại máy tính cá nhân nhé. Tiếp theo, cô mời các em vào hoạt động C, hoạt động ứng dụng mở rộng, tạo bài trình chiếu từ mẫu có sẵn theo hướng dẫn. Nháy vào File, chọn New, hộp thoại New xuất hiện. Lúc này các em chọn một bài mẫu, bài trình chiếu có sẵn trong danh sách, rồi nháy vào Create. Cô sẽ thực hiện lại một lần nữa, các em quan sát nhé. Các em sẽ vào File, chọn New. Lúc này các em sẽ thấy có rất là nhiều bài trình chiếu mẫu có sẵn. Lúc này các em sẽ chọn một bài trình chiếu. Cô sẽ chọn bài này. Lúc này cuối cùng các em sẽ chọn chữ Create. Các em học sinh thân mến, qua bài học số 5 đặt thông số chung cho các trang trình chiếu, cô có một số nội dung cần các em ghi nhớ. Đặt thông số về hình thức, phông chữ cho các trang trình chiếu sẽ giúp em có bài trình chiếu thể hiện thống nhất, có phong cách. Một số trang trong bài trình chiếu có thể có thông số đặc biệt được xác định riêng. Đó là nội dung cô cần các em ghi nhớ. Tiếp theo, trước khi kết thúc bài học, cô có một số câu hỏi củng cố. Chọn câu trả lời đúng nhất để tạo trang mẫu Slide Master. Em thực hiện thao tác A, vào thẻ Insert, chọn Master. B, vào thẻ View, chọn Slide Master. C, vào thẻ Insert, chọn Slide Master.
Dơi vào thẻ format, chọn Slide Master. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất nhé. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B là đáp án đúng nhất nhé. Câu 2. Sau khi đã chọn Slide Master, nội dung nào có thể điều chỉnh được? A. Tiêu đề trang trình chiếu. B. Nội dung trang trình chiếu. C. Các thông tin ở cuối trang, số trang, ngày, tháng. D. Tiêu đề trang trình chiếu, nội dung trang trình chiếu, các thông tin ở cuối trang, số trang, ngày, tháng. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất nhé. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án D là đáp án đúng nhất nhé. Câu 3. Lợi ích của công cụ Slide Master. A. Là công cụ hữu hiệu cho thiết kế một lần các trang trình chiếu. B. Tiết kiệm thời gian. C. Là công cụ hữu hiệu cho thiết kế một lần các trang trình chiếu, tiết kiệm thời gian, thao tác nhanh trong việc trình bày các trang trình chiếu. D. Thao tác nhanh trong việc trình bày các trang trình chiếu. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất nhé. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án C là đáp án đúng nhất nhé. Câu 4. Để chèn số trang vào trang trình chiếu, em chọn A. Audio. B. Slide Number. C. Picture. D. Table. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất nhé. B là đáp án đúng nhất. Cô chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B nhé. Các em thân mến, qua bài học hôm nay, các em cần ghi nhớ một số nội dung như sau. Thứ nhất, trang mẫu là gì? 2. Cách để tạo trang mẫu. 3. Điều chỉnh thông số cho trang mẫu.